đây là cái mình cần trong beat rap Việt hơn là những bài mà kiểu làm cho nó trendy, làm cho nó kiểu làm cho có xong rồi đem đem vào beat này beat nọ. Thực sự mình cũng không không thích cái những cái bài trap diss mà kiểu làm cho qua loa các kiểu như vậy. Đây chúng ta phải mặc dù mình không biết bạn là fan ai, bạn có thể là fan Keizo, bạn có thể là fan của Hải Hà, nhưng mình muốn trong một trận beef thì những người nghe rap yêu rap thì chúng ta cũng phải công nhận cái hay của những người rapper nếu mà họ có thật sự đầu tư vào cái bài rap đấy. Và chê thì chúng ta chê ở kiểu chúng ta góp ý đó, tại vì là những cái người rapper cho ra track diss thì người hưởng lợi nhất là ai? Đó chính là chúng ta mà thôi, những người yêu rap, những người nghe rap. Chúng ta có cái để mà nghe, chúng ta có cái để mà nói, để mà bàn tán, để mà xôn xao. Rapper này rapper kia. Xin chào các bạn, thì theo dòng sự kiện ha, sau khi Keizo ra track diss lại Hải Hà và OZ thì hôm nay ngày 9 tháng 6, anh Hải Hà cho ra một bài tên là Liều Tiều 2 để rap lại Keizo. Thì sơ lược về Hải Hà ha, một cái tên gọi là khá khá mới đi ha. Thì anh Hải Hà là một thành viên rap lâu năm ha, và cũng trong nhóm Hades và những người bạn, cũng như là nhóm AECC, trong nhóm đó là có Lil Shady chủ trì. Đó thì bài trước của Hải Hà và OZ là một cái bài mà mình thấy là sử dụng những cái ngôn từ chửi tục hơi nhiều ha, và những cái ngôn từ về phụ huynh nó mang ra để công kích Keizo, và ngược lại Keizo cũng mang đến cho chúng ta những cái màn trả đũa ha, màn diss xin lại, cũng dùng từ phụ huynh ha, cũng dùng tục tiểu đó, kiểu như là có qua có lại giữa đôi bên. Thì bây giờ sang round 2, Liều Tiều 2 được ra mắt. Thì chúng ta xem coi trong Liều Tiều 2 này có gì, và liệu vẫn giữ nguyên cái flow cũ, vẫn giữ nguyên cái cách diss sync cũ, hay là một cái màu mới. Chúng ta cùng mong chờ trong cái Liều Tiều 2 này nhé. Ok, let's go. Liều Tiều. Nếu mà cay thì đừng cười. Được một round mà đã nhận thua chắc biết rơi vào nhầm người. Tao chiều nó có tí mà thằng tốt thì chẳng dám qua sông. Chứ không xác nó nổi như chó cả lũ fan nó cả đám ra trông. Nói làm gì cái hiềm khích, tao thích thì công kích rồi. Tao đã bảo từ bài trước là ngứa đít nên tao đít rồi. Tao lên... Đó thì đây là cái nguyên nhân ha, do anh Hải Hà này là thấy không thích một cái điểm nào đó ở Keizo, cũng như là không hài lòng thì lên track đi thôi. Đây là một cái văn hóa gọi là thượng tôn ở trong giới bíp rồi đúng không các bạn? Từ xa xưa, từ cái văn hóa mà 2013, 2014, lúc đó là B-Ray các kiểu Rammstein nó cả Skyler nó không thích ở đối thủ lên track diss, một cái rất là lý do, rất là nguyên nhân rất là rõ ràng, và dường như đó cũng là cái lý do để mà lên track diss đó. Chúng ta lại sống lại trong cái thời kỳ rap 2013 ha. Ok, nghe tiếp. Và cái flow này mình thấy cũng ổn đấy chứ. Cũng ổn đấy chứ đúng không? Ok, mình nghe tiếp nha. Tranh chọc chó mà nó dám bảo tao mới chơi cái loại như nó, mà so với tao có với cả đời chả tới nơi. Những người thì tao chửi chứ chấp gì mặt mày. Mày rap tao cười, tao cười mà mặt mày cười. Bài trước tao có câu flow tao cứng như sắt vậy. Cường giờ tao có công mài giũa để tao khâu cái mồm mày. Tao chửi mày thì ai cũng biết là câu nào mà chả hư cấu. Nhưng mà cay hơn phách mới đau, mặt mày công nhận là hơi cáu. Xem người ta còn chưa được, nhìn lại mình cũng chưa được. Người ta hai quả dưa chuột, mẹ mình mỗi một quả dưa hấu. Nhưng với tao á, mày chỉ đảo là mày ngu đi, ngủ là mày đau, vẫn tao đủ là mày ngao. Ngàn đến già vì trả giá đến ngàn năm sau. Người tao nhắc mày là gà, tao gắt là nhà mày chỉ có nát từ thằng này. Thắc mắc là mày gầy mà mắc gắt là mày lầy. Lấc cất là mày chảy ra, chắc là mày cày à. Nhái giọng sao giống nhại, mấy thằng ái như con gà mái. Mấy thằng ấy để tao chôn nó vào lò, hay là cho nó vào thôi. Mẹ nó cho nó vào, việc nó vào hay không thì không liên quan đến tao. À, nếu mà chưa biết thì để tao kể cho nhà, kể chuyện về mẹ nó đẻ nó ra. Và một ngày đẹp trời, lúc nó sắp chào đời, ngày mà mẹ nó vui nhất ở trong cuộc đời. Vọt nó ra một cái, mẹ nó khoái nói một lời là không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Bây giờ là flow, loại mày phong cách rẻ rách, giờ bị tao chửi mà không cần phát, còn không thể trách. Muốn nắn làm sao, muốn cắn lại tao, muốn thắng được tao, mày nhờ vào đâu? Thằng chó nhật tao chờ nó bật cái bài rap chẳng bao giờ có thật như chuyện cổ tích. Ngồi viết lyric vật vờ từng câu, hay thích chơi cả phách à, thua BMG 20 ZOS à. Có phát này các bạn ha, phát thua BNG 20 God nè. Ok, tiếp tục nha. Cái flow này mình thấy nghe cũng cuốn đấy chứ đúng không? Ngoại INC không nhận thằng rẻ rách cả. Rapper nào cũng có đường lối, mày thích làm anh Phan Phất cả. Anh Phan Phất, anh Phan Phất ở đây là nói về cái vụ anh Phan làm những bài rap nó nghe nghe cũng rất là chill, nhưng mà nghe vần 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 không ra vần, flow không ra flow, và nó nghe nhưng mà nghe vẫn rất là cuốn đó. Thì
Keizo aka Lưu Luyến cũng có cái bài đàm 107 độ C đấy ha. Bún nước lèo vì trà sữa đó. Vậy là lôi cái phát này ra. Ok, anh phan phất pha ke. Ok, mình nghe tiếp nha. Thấy mấy thằng cháy lại lấy Gray làm bình phong, hai ngấy mấy thằng đấy tốt nhất đấu với thằng Long. Còn chiều cao mà đấu với tao thì trình độ mày hơi đần. Chán chơi mẹ mày rồi, giờ để bố mày chơi vần. Nghe tao đạo nha thằng lú, mày ăn đủ nha thằng láo. Quên nãy đạo là mặt nó hốc hay là hát. Nghe mày bốc hay là vác, đít mày chốc hay là lát. Mày ngồi gốc cây và hát, chơi rock hay là rap. Tay thì bốc ngay vào rác, tao gặp nhóc này là tát. Hay nốc cho mày phát, xong mày khóc ngay là chắc. Thằng nhóc này cả nhóc, tao túm tóc mày vào bắt. Mày uống cốc hay là bát mà tao dốc như là thác. Được chốc lát say quá đà, tưởng nhóc rap hay quá mà. Thằng nhóc ác hay phá nhà, ngồi góc khác xa tao ra. Xin chiếc sao tao la mà dập mày cho ra bát. Giữ cách katana, tao chặt ngay nó làm chặt. Chỉ xa đoạn mà ba hoa mà cả nhà hoa xa. Là vì nhìn người bằng một mặt thì sao nhìn ra ba mà. Bài này không hiềm khích tao thích. Cái gì? Mày xa đoạn ba hoa, mày cả nhà hóa xa lạ. Nhìn một người bằng một mặt mà nhìn sao mà ra ba má. Bằng một mặt mà nhìn sao sao ba má. Ok, nhà hoa xa là vì nhìn người bằng một mặt thì sao nhìn ra ba má. Bài này không hiềm khích tao thích thì chỉ trích thôi. Con chó nó không hiềm khích mà mấy thằng X nó vẫn xích thôi. Ui, xong bài rồi hả? Ok, vậy là xong bài Liều Tiều 2 của Hải Hà. Ok, thì mình review nhé. Mình review là cái bài này khác xa với bài trước ha. Không có lôi những ngôn từ phụ huynh nữa. Bây giờ trở lại ha. Trở lại với trận chiến của cuộc play Đảo Vần ha. Nói chung mình nghe cái đoạn giữa Đảo Vần khá khá là sướng ha. Và bài này mình phải công nhận là anh Hải Hà có đầu tư vào mặt lyric chất xám vào lyric rất là nhiều. Từ cách Đảo Vần 4, có những cái mà mới vào là Đảo Vần 4, Đảo Vần 3, Đảo Vần 4, dường như là liên tục ha. Mà Đảo Vần 4 cả 4 5 câu luôn ha, cũng cho thấy được cái sự đầu tư của anh Hà trong bài này là rất là cao đó. Nhưng mà mình cảm thấy bài này phát phát để disco còn hơi ít. Chỉ có phát là thua trendy đúng không, bng ha, thua god rồi. Bắt chước là anh Phan Phất mà thôi, còn lại là tại vì đầu tư vào lyric và chất đầu tư vào lyric cũng như là cách Đảo Vần rồi, cho nên là về sức sát thương, về sức công kích thì mình nghĩ là còn hơi nhẹ để mà cây cây dô có thể thấm. Nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận một cái hay ở anh Hà này là có sự đầu tư ha. Đây là cái mình cần trong beat rap Việt hơn là những bài mà kiểu làm cho nó trendy, làm cho nó kiểu làm cho có xong rồi đem đem vào beat này beat nọ. Thực sự mình cũng không không thích cái những cái bài trap diss mà kiểu làm cho qua loa các kiểu như vậy. Đây, chúng ta phải mặc dù mình không biết bạn là fan ai, bạn có thể là fan Keizo, bạn có thể là fan của Hải Hà, nhưng mình muốn trong một trận beat thì những người nghe rap, yêu rap thì chúng ta cũng phải công nhận cái hay của những người rapper nếu mà họ có thật sự đầu tư vào cái bài rap đấy. Và chê thì chúng ta chê ở kiểu chúng ta góp ý đó, tại vì là những cái người rapper cho ra track diss thì người hưởng lợi nhất là ai, đó chính là chúng ta mà thôi. Những người yêu rap, những người nghe rap, chúng ta có cái để mà nghe, chúng ta có cái để mà nói, để mà bàn tán, để mà xôn xao rapper này rapper kia. Và một điều mà chúng ta cũng phải công nhận là có đấu tranh thì mới phát triển đó. Và đấu tranh những cái beef này là nâng cao trình độ skill cũng rap Việt đi lên, và cái thứ đó là những người yêu rap, nghe rap chúng ta cần. Điều thứ hai ha, cho thấy sự đầu tư về mặt lyric cũng như là Đảo Vần các kiểu, thì mình thấy là trận đít này nó hay lên rồi đấy, nó hay lên rồi đấy. Và mình mong cây cây rô mà nếu mà nghe được bài này thấy sự đầu tư về chất xám cũng như là lyric đảo chữ của đối thủ, thì mình mong cây rô cũng rep lại một bài bài như thế ha. Đây là sự respect, tôn trọng những người rapper lẫn nhau đó. Như ở round 1 đi thì chúng ta có thể thấy mặc dù là Hải Hà và OZ cũng cho những cái bài chửi tục các kiểu, cũng cho những cái câu có chửi tục có mang phụ huynh vào, thì Keizo aka Lưu Luyến cũng mang những cái từ đó vào đó để cho hai bên nó có qua có lại, không e dè, không khiêm nhường hay là không sợ gì hết. Đó là tinh thần văn hóa của rap Việt với bạn. Và mình thấy á, là Bip đang trở về một cái rap gọi là thuần túy vào những năm 2013, 2014, du nhập của B-Ray vào Rapmastered đấu căng là căng. Và đó là thứ mình cần ở rap Việt đó. Và các bạn cho mình cái cảm nghĩ coi,
xem là trận beef này nó có hay chưa, nhưng mình cảm thấy là nó bắt đầu đang hay lên rồi đấy ha. Mặc dù là cái phát còn hơi ít nè, sát thương vào tấn công của Keizo mình nói là vẫn còn là hơi hơi nhẹ đấy, đam đam ấy, đam còn hơi nhẹ vào Keizo, và mình mong là Keizo sẽ rep lại bằng một cái sự đầu tư ha, cũng giống như cái sự đầu tư của Nại Hà trong cái bài này ha, để chúng ta có những cái bài rap mà chúng ta nghe, chúng ta tận hưởng và chúng ta bàn tán trên các diễn đàn. Và ý kiến của bạn như thế nào để lại cho mình biết nhé. Và mình là Nobihan, see ya.